Ok, và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dynamon War nha anh em ơi. Phiên bản mới nhất 1.7.51, link tạm sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Thì chúng ta sẽ tiếp tục là thi đấu trong đấu trường thôi anh em. Hôm nay tôi sẽ mang những con mới đi, ví dụ Anubos này. Không dùng mấy con Anubos này bao giờ, hoặc con rùa này cũng rất ít khi dùng à. Con rồng, rồng này, con báo này, báo thủ này, ngựa này. Anh em thích cầm con gì đi thôi. Nhưng mấy con này thì thực ra nó cũng không phải là quá khỏe đâu nhé. Nó mức gọi là vừa vừa, vừa tầm thôi, nó không phải là quá khỏe. Con Eve này cũng chẳng bao giờ dùng này, rất ít khi dùng mà. Con này thì cũng rất khỏe. Cả hai con đều khỏe, con hai con đều yếu một chút ở thủ thôi anh em ạ. Con này thì gọi là mắc ping rồi. Rồi anh em ơi, vẫn tiếp tục cái đấu event nhá. Vẫn chưa có phiên bản mới là 1.7.52, mình sẽ update dần dần sau này nhé. Chắc chắn là như vậy rồi. Nó sẽ update từ từ, không có gì phải lo lắng quá. Gì đây? You go first. Chúng ta được đánh đầu tiên anh em ạ. AA high on à. Everance. Ok anh em. Chúng ta được đánh đầu tiên ạ. Mấy con này có thể búp thủ hoặc là tùy. Hoặc là không thì đều là tùy nhá. Chúng ta cứ búp cho cái con chính của chúng ta lên trước đã nhá. Nào, AA high on. Đấy. Giảm máu rất nhiều dành cho AA high on. Giảm máu, giảm thủ, giảm công. Hình như con này là khác hệ mình sao phải không? Thằng của Griff không quan tâm lắm đến cái chiêu ấy đâu anh em ạ. Cái chiêu này như là trừ cái em minh này. Cái này là trừ tất cả em minh, cả công, cả thủ. Cái chiêu này hình như là không. Chiêu này hình như là trừ thủ này anh em. Chiêu này là cắn nó thẳng vào thủ luôn. Thủ nó rất yếu đấy nhỉ. Frozen Miss. Giảm công à? Cái đấy thì mình không quan trọng cái công cho lắm. Chúng ta có mang con nào đi khắc hệ con này không? Cái này là giảm em minh thì mình không thích lắm. Cái này giảm thủ này. Ui, biển đánh khỏe lắm anh em ạ. Giảm cả cục thủ luôn. Bây giờ con nào có hệ sấm sét ở đây thì cả giật một phát thôi là toang đầu luôn anh em. Cả giật một phát nhẹ nhàng thôi là kiểu gì cũng sẽ toang. Bluebirds. Ok. Ây à. Có sấm sét không? Hoặc là hệ lá cũng đều rất mạnh. Nếu mà có hệ lá ở đây. Con này công cũng khỏe. Ui, yếu hết. Chịu yếu thế anh em. Chịu yếu vãi cả lồng luôn anh em ạ. Hellfire. Đấy, tấn công rồi. Có nước không? Ui, có rất là nhiều chiêu giảm giáp. Hoặc là ấy à. Mình cứ đánh từ từ anh em nhá. Cái này sẽ tiếp tục giảm thủ của nó xuống này. Rất khỏe luôn. Gần như là sẽ không thể đấu được với mình rồi, chắc chắn. Không có khả năng mà đấu với chúng ta luôn anh em ạ. Mình gần... Từ. Không có khả năng đấu với chúng ta luôn. Dù đấu kiểu gì đi chăng nữa thì đều như thế thôi anh em nhá. Water Blast à? Water Blast đam khá lớn. Theo như chúng ta thấy là đam khá là kinh khủng. Rồi, chúng ta sẽ hồi cái này lên. Và mình nghĩ mình sẽ cắn thêm tí độc cho nó nhỉ. Hoặc là anh em làm cái gì làm. Mỗi con là phát độc là cũng sợ xanh mặt rồi. Chúng ta có tận đến 4 chiêu độc đúng không anh em? Đổi thôi. Đơn giản thôi, cái này như là trừ công. Cho có tận 4 chiêu độc cờ. Thoải mái đi. Ok anh em. Lại bị cắn độc tiếp à? Sao con này lắm độc thế? Tao cũng đầy độc sợ gì? Mà tao cũng đầy độc sợ đấy gì mày? Đúng không? Hurricane, ok anh em. Con kia sẽ giải quyết thôi. Ok. Tấn công bằng cái bất kỳ cái kiểu gì thì cũng chết thôi. Nhé. Khá đơn giản. Nói chung là không khó lắm. Chúng ta vẫn gọi là kiểm soát được trong cái khả năng của chúng ta ha. Rồi mình tắt kiếm tiếng bên này đi ạ. Ok. Cái này sẽ giảm thủ này. Chứ có chưa nào giảm thủ là team này nó xác định với mình luôn. Làm gì đây? Chúng ta có những chiêu để có thể là giải đam cho những con này.
giải giải cái hiệu ứng thôi, cũng không phải là giải đam mà giải giải hiệu ứng. Và chúng ta sẽ tiếp cắn độc hoặc là trừ giáp thì tùy anh em. Rất đáng sợ, rất nhiều độc anh em, cái team này team đánh độc anh em. Team này team cắn độc gọi là khủng khiếp. Chịu thua thì chịu thua thôi, đánh đấm gì nữa. Khuyên thật là anh em là đừng đánh nữa, mất thời gian lắm. Ok. Rồi đấy anh em ơi. Chúng ta sẽ có next game nha anh em ơi. Next này anh em. Đấy, ok. Mỗi tội là game này nó sẽ quảng cáo hơi nhiều anh em ạ. Quảng cáo hơi nhiều thì cũng phải chấp nhận biết làm nào đúng không? Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Không biết làm nào. Còn 19, còn tới 5 cái hồi giáp nữa. Cái này bản này hay cái là nó không bị mất item anh em ạ, rất là vui. Mình phải nói rất là vui, cái bản này nó không mất item nên tôi đỡ phải mua đi mua lại nó rất là nhiều, mất thời gian lắm. Ok. Mua nhiều cái Bunker Berry một chút để ra phía sau là đẹp. Rồi chưa? Để ra phía sau. Tiếp tục đấu thêm event battle. Let's go. Let's go game. Online arena. New Shahar. New Shahar. Ok anh em. VC Unwatch. Con này gặp khá nhiều. Theo như mình thấy mình gặp con này rất rất nhiều chứ không phải là khá nhiều nữa. Electric Pun. Ok. Cho có cái giảm êm minh này anh em, hoặc là giảm giáp. Bất kể một cái chiêu nào mình nghĩ là giảm giáp trước là hợp lý đó. Con này cũng không phải là mạnh về phần thủ lắm. Con này chắc là full công. Theo như mình đoán là sẽ full công. Khá căng nhỉ. Nếu mà ăn hồi máu thì cũng sẽ rất là căng thẳng luôn. Không biết có ăn hồi máu hay không. Thì đấy mình không biết. Mình đoán là có thể sẽ ăn hồi máu hoặc có thể là không. Oh, potion buy. Lửa hoặc là lá anh em ạ. Cái này sẽ giảm giáp à. Nổ rất là mình đợi để giải hiệu ứng của nó thôi. Chúng ta cứ đợi để giải cái hiệu ứng độc của nó đã xong rồi tính sau. Hồi máu á. Solar Runs. Khá khó chịu nhỉ. Có hệ nước hoặc hệ sấm sét ở đây thì may ra là còn đỡ được. Con này hệ sấm sét này thì may ra. Cú đấm punch. Tiết kiệm máu thôi anh em ạ. Con kia thì không cần nhá. What? Con này vẫn là con chính của chúng ta anh em. Sao nó đánh khỏe thế nhở? Nó nổ đam thế thì ai chơi anh em? Nổ đam khắc hệ kinh khủng khiếp ấy. Đấm phát tưởng kiểu nát luôn anh em ạ. Shock Leaf hồi máu à? Mình có quan tâm đến cái hồi máu của nó đâu anh em. Chúng ta quan tâm là đến giảm giáp mà đấm phát để chết luôn ấy. Nó con kia lạ, con kia giáp nó cũng rất là trâu à. Thế mà nó cũng đi trong vòng nốt nhạc khá dị, thật sự là khá dị. Hurricanes giảm công. Tiếp tục giảm thủ xuống anh em ạ. Thủ xuống cách giảm cách trầm trọng đấy. Thua luôn rồi. Ok, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.